Hôm nay tiếp tục học đến chuyên đề số 6. Độ dài đường tròn, diện tích hình tròn. Em nhớ cái tên của đề bài này phải phân biệt hai cái từ này, cái từ đường tròn và hình tròn. Nếu như mà nói đến diện tích thì phải nói đến cái từ hình tròn nhé, chứ không có đường tròn đâu, bởi vì đường tròn thì không có diện tích nhé. Ý đầu tiên, độ dài đường tròn. Cái từ độ dài đường tròn hay người ta còn gọi là chu vi đường tròn. Như vậy thì ở trong đời sống, ví dụ như là độ dài đường tròn em hình dung nó giống như là cái vành nón. Còn độ diện tích hình tròn là giống như cái mâm đấy. Công thức tính độ dài đường tròn, tức là tính chu vi của đường tròn, ta học ngay từ cấp 1 rồi. Chu vi, đây là thầy kêu là chữ C. Nó sẽ bằng 2 nhân với pi. Và nhân với bán kính. Ý thứ hai, từ công thức tính độ dài đường tròn, chúng ta suy ra công thức tính độ dài cung tròn. Bây giờ các em hình dung như thế này, chúng ta có một cái đường tròn tâm O, bán kính R. Sau này thì các em học công thức, em chỉ cần nhớ công thức tính chu vi của đường tròn thôi. Từ công thức chu vi đường tròn này chúng ta suy ra cái công thức tính độ dài của cung tròn. Bây giờ em theo dõi đây. Như chúng ta đã biết là một đường tròn, tốt nhất là chúng ta ghi cái phần nháp này vào trong vở luôn nhé. Ta có một đường tròn. Một đường tròn tức là tương ứng với 360 độ. Thì nó có chu vi. Hay nói cách khác là có độ dài. Là 2 pi r.
Như vậy nguyên một cái vòng tròn ứng với 360 độ thì có độ dài là 2πr. Bây giờ người ta không lấy cả một vòng tròn này mà ta chỉ lấy một cái phần thôi. Một cái phần thôi, ví dụ như ở đây. Người ta cắt ra. Cắt cái đường tròn ra một phần theo một cái cung tương ứng với góc alpha, ví dụ như thế này. Giả sử đây thầy đặt là điểm A, đây đặt là điểm B. Vậy thì bây giờ vấn đề đặt ra là cả một cái đường tròn này chúng ta cắt ra theo một cái góc alpha này, thì cái độ dài của cung tròn chỉ tính từ A này đi theo đường tròn đi đến B. Như vậy cái độ dài cung này bằng bao nhiêu? Đấy, ý của cái phần 2 là như vậy. Thế bây giờ em sẽ suy luận như này. Cả một đường tròn tương ứng với 360 độ thì có độ dài là 2πr. Như vậy bây giờ chúng ta không lấy cả đường tròn mà chúng ta chỉ lấy một cái phần nó có số đo là alpha độ thôi. Vậy thì có độ dài là bao nhiêu? Cái độ dài của cái cung tròn AB, người ta ký hiệu là chữ L này. Như thế này gọi là độ dài của cung tròn AB. Bây giờ thầy lấy một cái ví dụ bên ngoài này. Thì em nhìn ví dụ là em biết ngay, ví dụ như thế này. Giả sử như có hai người. Hai người thì ăn hết 10 cái bánh. Có hai người ăn hết 10 cái bánh. Vậy bây giờ hỏi là có 5 người thì ăn hết bao nhiêu cái bánh? Thì em thấy cái số người và số cái bánh là hai đại lượng tỷ lệ thuận. Càng nhiều người ăn hết càng nhiều bánh. Cũng giống như ở bên đây này. Cái số đo của góc ở tâm này và độ dài của cung tròn là hai đại lượng tỷ lệ thuận. Tức là góc ở tâm mà càng lớn ra thì cái độ dài của cung tròn nó càng dài ra. Nó cũng giống như thế này. Như vậy thì căn cứ vào kiến thức của lớp 7, em thấy là hai đại lượng tỷ lệ thuận là chúng ta có tỷ số bằng nhau, nghĩa là 2/5 này sẽ bằng 10 phần. Ở đây chúng ta chưa biết, ghi hỏi chấm đi. Như vậy rõ ràng đấy, hỏi chấm này sẽ bằng 5 nhân 10 chia 2 đấy, nhân chéo lên phải không nhỉ? Nó giống như chúng ta làm trong hóa học đấy. Đúng chưa? Như vậy thì tương ứng với đây thì chúng ta thấy là độ dài của cung tròn AB ứng với góc ở tâm là alpha độ nó sẽ bằng, bây giờ nhân chéo nhé, alpha độ nhân với 2πr chia cho 360 độ. Bây giờ em rút gọn đi. Ở đây là có số 2 này, đây là 360. Như vậy em rút gọn đi thì trên tử mất số 2, ở dưới còn 180 độ thôi. Như vậy nó sẽ bằng góc alpha này nhân với pi nhân r chia cho 180 độ. Và đây chính là cái công thức để tính độ dài của cung tròn. Khi chúng ta biết bán kính của đường tròn, biết góc ở tâm, thì chúng ta lấy góc ở tâm nhân với pi nhân với bán kính chia cho 180 độ nhé. Đây công thức như này. Rồi bây giờ chốt hạ khoanh cái công thức này vào. 2 cái dòng đầu này chỉ là chúng ta đi suy luận thôi. Sau này nhỡ quên công thức thì em suy luận như vậy nó ra công thức nhé. Còn cái phần cái bánh mấy người ăn này để nhử mồi một tí thôi nhé. Để cho học cho nó ngọt ngào thôi. Không có tác dụng gì cả nhé. Bây giờ ta đến phần thứ 3 là diện tích hình tròn.
Cái công thức tính diện tích hình tròn chúng ta cũng biết từ lâu rồi. Diện tích hình tròn giả sử thầy ký hiệu là chữ S này sẽ bằng pi nhân R bình phương. Cũng tương tự như là công thức tính độ dài cung tròn, chúng ta suy ra từ công thức tính độ dài của đường tròn, tức là công thức chu vi đấy. Thế thì bây giờ cả một hình tròn này chúng ta không lấy toàn bộ mà chúng ta cắt nó ra một phần. Thế thì khi mà cả một hình tròn ta cắt ra một phần thì lúc này chúng ta sẽ được một cái hình nó giống như là cái quạt đấy. Người ta gọi là hình quạt tròn. Phần thứ tư, diện tích hình quạt tròn. Ở phần này thì em vẽ một cái hình tròn đó để minh họa nhé. Giả sử bây giờ thầy vẽ đường tròn tâm O bán kính R. Khi chúng ta cắt cái hình tròn này ra một phần theo cái góc ở tâm là alpha độ. Đây góc là alpha. Thế thì khi đó chúng ta được một cái hình mới. Cái hình cắt đây này. Cái phần này nó giống chúng ta chia cái bánh đấy. Cái phần mà thầy đang gạch chéo đây. Thế cái hình này nó giống như cái quạt. Người ta gọi là hình quạt tròn nhé. Đây là cái quạt thời cổ rồi. Bây giờ thì cái thời các em là toàn dùng quạt điện thôi, chả biết cái quạt này là cái gì cơ. Rồi bây giờ tương tự như ở phần trên, chúng ta cũng đi xây dựng công thức. Ta có một hình tròn. Một hình tròn thì tương ứng với cái góc là 360 độ. Có diện tích là pi nhân R bình phương. Vậy bây giờ vấn đề đặt ra là chúng ta không lấy cả một hình tròn mà chỉ lấy một cái phần tương ứng với góc ở tâm là alpha độ. Thì hỏi là nó có diện tích là bao nhiêu? Lúc này người ta ký hiệu này là dưới hình quạt SQ OAB. Nó bằng bao nhiêu? Bây giờ cũng làm tương tự như vậy, người ta nhân chéo nhá. Lúc này SQ này diện tích hình quạt OAB. Em cũng nhân chéo như vậy này, lấy alpha này nhân chéo PR bình phương này chia ra 360 độ nhá. Alpha độ nhân với PR bình phương chia cho 360 độ. Thì đây chính là công thức tính diện tích của hình quạt tròn khi chúng ta biết góc ở tâm, biết bán kính của hình tròn. Từ cái công thức này chúng ta có thể biến đổi thêm một chút nữa. Em thấy là cái hình thức của công thức này nó có thể biến đổi theo cái độ dài của cung tròn này. Thầy sẽ đi tách một chút nhé. Alpha độ để nguyên này, chữ pi này để nguyên này. Cái chữ R bình phương thì thầy tách ra thành R nhân R. Còn cái thằng 360 độ này tách thành 180 độ nhân với 2. Như vậy tách ra ở đây là R phần 2. Thì cả cái cụm này nó chính là độ dài của cung tròn AB. Thì từ đây em thấy là diện tích của hình quạt tròn chúng ta có hai kiểu tính. Kiểu thứ nhất là chúng ta tính trực tiếp thông qua góc ở tâm, thông qua bán kính của đường tròn. Kiểu thứ hai là chúng ta
có thể tính thông qua độ dài của cung tròn và thông qua bán kính. Như vậy sau này làm bài tùy theo từng tình huống một. Ví dụ như ở phần A mà đề bài đã cho chúng ta tính độ dài của cung tròn, mà đến phần B yêu cầu là tính diện tích hình quạt tròn, thì chúng ta sử dụng kết quả ở phần A ta làm, ta sẽ lấy cái cách tính cuối cùng này. Còn nếu mà đề bài mà chưa cho cái điều đó thì chúng ta tính thông qua góc ở tâm và thông qua bán kính của hình tròn, lấy cái cách tính đầu tiên này nhé. Rồi như vậy chốt hạ lại, chúng ta đóng khung công thức này vào. Đây chính là công thức tính diện tích của hình quạt tròn. Thế thì trong quá trình mà em học sau này thì rất có thể là chúng ta sẽ quên hai công thức này. Chúng ta quên công thức là tính độ dài của cung tròn và diện tích hình quạt tròn. Thì trong tình huống mà em quên thì ít nhất là em phải nhớ được hai công thức học tiểu học. Đó là công thức tính chu vi của đường tròn và diện tích của hình tròn. Rồi từ hai công thức gốc này, chúng ta sẽ suy ra công thức tính độ dài cung tròn này, rồi là diện tích hình quạt tròn tương ứng như vậy nhé. Đây là hai công thức cơ bản. Trong quá trình chúng ta làm bài tập thì nó phát sinh thêm hai cái hình mà có hai cái tên gọi mới. Hình thứ nhất là hình vành khăn, hình thứ hai là hình viên phân. Thế bây giờ chúng ta sẽ ghi ở cái phần này, em ghi chú ý. Diện tích hình vành khăn. Chú ý đầu tiên là diện tích hình vành khăn. Bây giờ em vẽ hai cái hình tròn mà đồng tâm, tức là có cùng tâm, một cái hình tròn to và hình tròn nhỏ nhé. Kiểu như thế này. Cái hình tròn nhỏ, giả sử thầy đặt tên là hình tròn tâm O bán kính là R1, và cái hình tròn lớn đặt tên là tâm O bán kính là R2. Và khi đó cái phần mà thầy gạch chéo ở trên hình như này, cái phần này người ta gọi là hình vành khăn. Như vậy em thấy là cái diện tích cái phần gạch chéo này người ta gọi tên là diện tích hình vành khăn. Thì căn cứ vào hình vẽ này em biết ngay là diện tích phần gạch chéo chúng ta lấy diện tích của hình tròn lớn trừ đi diện tích hình tròn nhỏ là ra, phải không nhỉ? Như vậy ở đây nhá, căn cứ hình để minh họa này thì diện tích hình vành khăn này, thầy ghi tắt là VK nhé, hình vành khăn nhé, sẽ bằng diện tích của hình tròn tâm O bán kính R2 trừ đi diện tích của hình tròn tâm O bán kính R1 với điều kiện là R2 phải lớn hơn R1, diện tích hình tròn lớn trừ diện tích hình tròn nhỏ.
Cái loại diện tích hình thứ hai là diện tích hình viên phân. Bây giờ em vẽ cái hình minh họa nhé, em vẽ một cái hình tròn như này. Sau đó em vẽ diện tích, em vẽ một hình quạt tròn, ví dụ như là OAB. Và em vẽ dây cung AB nối A với B vào. Và bây giờ cái phần mà gạch chéo này này. Đấy, phần gạch chéo đây, người ta gọi tên là hình viên phân, cái phần gạch chéo này này. Thế là căn cứ vào hình vẽ này em đoán được ngay là diện tích của cái phần gạch chéo này, chúng ta sẽ lấy diện tích của hình quạt OAB này. Em trừ đi cho diện tích của tam giác OAB là nó ra. Đây thầy ghi tắt đây nhé. Hình tích hình viên phân này sẽ bằng này. Diện tích hình quạt OAB trừ đi cho diện tích của tam giác OAB. Trong quá trình làm bài thì đôi khi người ta sẽ cho chúng ta cái góc AOB này nó bằng 60 độ. Thì lúc đó chúng ta có cái tam giác OAB là tam giác đều. Thì em phải nhớ đến công thức tính diện tích tam giác đều như thế này. Thì nhắc lại luôn nhé. Nếu tam giác ABC. Ở đây thì lấy luôn là tam giác OAB luôn nhé. Tam giác OAB là tam giác đều. Mà có cạnh là A. Thì cái diện tích của tam giác đều sẽ được tính bằng cách là lấy A bình phương nhân với căn bằng 2 của 3 chia 4. Nhớ công thức này. Rồi như vậy toàn bộ lý thuyết và các công thức của cái bài học, cái chuyên đề này, độ dài đường tròn, diện tích hình tròn này, nó có mấy công thức này nhá, có 4 công thức cơ bản. Thì về bản chất chỉ cần nhớ hai công thức ở tiểu học thôi, chu vi của đường tròn, diện tích của hình tròn, thì từ đó suy ra cái công thức tính độ dài của cung tròn này, rồi là diện tích hình quạt này. Còn hai cái hình này là chúng ta làm quen với tên gọi của nó thôi, còn cách tính thì em cứ nhìn cái hình em tư duy em tính cho ra là được nhé. Rồi bây giờ chúng ta chuyển đến một số bài tập minh họa. Cái kiến thức của cái chuyên đề này thì nói chung là nó không khó lắm. Nó bình thường thôi, chỉ cần áp dụng công thức thôi. Mà công thức áp dụng tư duy nó cũng dễ thôi, không gì khó. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta vẽ hình nó mất thời gian. Bây giờ em ghi bài số 1 này. Cho hình vẽ sau. Biết HI bằng 10 cm. HO bằng BI bằng 2 cm. Phần thứ nhất là tính diện tích.
của cái hình nó tạo bởi các cái điểm, điểm H này, nối đến điểm O, nối điểm A này, nối điểm B, nối đến điểm I, nối đến điểm N và nối điểm H. Ý thứ hai, chứng minh diện tích hình tròn đường kính NA. Có cùng diện tích với hình hòa bình ở trên. Bây giờ cái phần vẽ hình thì em vẽ theo như thầy hướng dẫn này nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ một cái đoạn thẳng HI bằng 10 cm. Tất nhiên đây chúng ta chỉ vẽ mô phỏng thôi chứ không cần phải đo đạc nó quá cẩn thận chính xác nhé. Ví dụ như thầy cứ coi cái đoạn này là đoạn HI bằng 10 cm nhé. Đây là điểm H này. Cuối cùng là điểm I. Em lấy trung điểm của đoạn HI này, chúng ta vẽ nửa đường tròn đường kính HI. Thì em đặt cái đinh nó vào cái trung điểm này, bút chì đặt vào một trong hai điểm H và điểm I để em quay nửa đường tròn, vẽ một nửa thôi, không cần vẽ nhiều nhé. Sau đó bây giờ chúng ta lấy ở bên trong đoạn thẳng HI này, em lấy hai điểm O và B, chúng ta vẽ HO bằng với BI và đều bằng 2 cm. Đây thầy mô phỏng nó bằng 2 nhé. Cái này bằng 10. HI bằng 10, như vậy chia ra mỗi một bên bằng 5 thì 2 thầy lấy một khoảng như này. Vẽ này vẽ tương đối thôi. Đây điểm O này. Và đây là điểm B. Sau đó em vẽ hai nửa đường tròn đường kính HO và BI. Bây giờ cuối cùng em vẽ cho thầy nửa đường tròn đường kính OB nhé. Rồi vẽ xong cái hình này là nghỉ học là vừa. Chúng ta vẽ về phía phía dưới nhá. Vậy phía trên này tẩy tẩy, tẩy đi này. Bây giờ còn một cái đoạn NA nữa. NA là cái đoạn này. Từ trung điểm của đoạn OB, chúng ta kẻ đường thẳng vuông góc OB.
Cái giao điểm bên trên là điểm N này. Ở bên dưới là điểm A. Bây giờ người ta yêu cầu tính cái diện tích của cái hình hòa bình này, cái phần gạch chéo này. Cái phần cái gạch đây, thôi người ta gạch thẳng đi. Ở như vậy sau một hồi vật vã chúng ta vẽ được cái hình này. Tôi từ bài sau là thầy đưa hình sẵn cho đây. Là cứ làm thôi. Chứ bây giờ mà ngồi vẽ hình như này lâu lắm. Phần đầu tiên là tính diện tích của cái hình này, thầy gọi tên tạm là hình hòa bình nhá, là cái hình mà gạch cái màu xanh ấy này. Thì bây giờ trước hết là em nhìn vào cái hình này, chúng ta định hướng cách làm như thế này. Phần đầu tiên cái diện tích này bằng này. Đầu tiên là em sẽ lấy cái diện tích của nửa hình tròn. Nửa hình tròn đường kính là HI nhá. Sau đó em trừ đi cái mẫu này, nửa đường tròn đường kính HO trừ đi nửa đường tròn đường kính BI. Đấy nhá. Sau đó cộng với diện tích của nửa hình tròn đường kính OB. Đấy, cách làm như vậy. Bây giờ đầu tiên này, diện tích của nửa hình tròn đường kính HI thì diện tích của hình tròn nó bằng pi nhân lại bán kính bình phương, tức là như thế này, bằng pi này. Bán kính thì bằng nửa đường kính, tức là bằng HI chia 2. Đây là bán kính bình phương này. Ở đây chúng ta tính diện tích của một nửa thôi thì kết quả đây mình chia cho 2, đó là một nửa nhé. Sau khi mà tính xong, trừ đi hai cái mẫu này, cái hình này giống như cái đầu Doraemon phải không nhỉ? Đây là trừ hai cái mắt của nó. Trừ đi diện tích của nửa hình tròn đường kính HO. Vậy thì diện tích của nửa hình tròn là bằng pi này nhân lại bán kính bình phương, bán kính của nó chính là bằng nửa đường kính là HO chia 2 tất cả bình phương. Một nửa hình tròn thì thằng này lại chia cho 2 nữa. Lại trừ tiếp cái nửa hình tròn bên tay phải, tương tự như vậy, pi nhân với bi chia 2 tất cả bình phương, lại chia cho 2. Thực ra thì hai cái nửa hình tròn này diện tích bằng nhau, thì nếu em mà không viết cái chia cho 2 đi thì em viết một lần cũng được. Sau đó cộng với cái nửa hình tròn bên dưới này, nửa hình tròn đường kính OB, pi này nhân OB phần 2 tất cả bình phương, lại chia cho 2. Rồi bây giờ em lắp số vào nhé. Pi nhân với HI đề bài cho bằng 10 này, 10 chia 2. Pi này HO đề bài cho là 2. Vậy đây lấy 2 chia 2. Trừ đi pi, tương tự đây 2 chia 2. Cộng với pi nhân với OB. Cái thằng OB này, OB thì chúng ta sẽ lấy HI trừ HO trừ BI. Lấy cái đoạn dài nhất là HI này. Trừ đi thằng HO trừ đi thằng BI. Đấy là OB nhé, chia cho 2. Tất cả bình phương.
Cái này bình phương viết hoi nó vớ vẩn sai, cái dấu ngoặc này viết hết xuống cả cái phân số 2 này. Này tất cả chia cho 2 ở đây. Bây giờ tất cả đều có số hết rồi, thằng này có rồi nhá. Đây có rồi này. Hay nếu bạn nào mà lười tính đi, thì em nhập vào máy tính. Em nhóm cái pi ra ngoài. Tính phần số thôi, tí gắn pi vào sau nhá. Có nghĩa là nhóm pi làm nhân tử chung này. Cái thằng này là 10 chia 2 bằng 5, 5 bình phương là 25, hay 25 phần 2. Trừ đi pi này. 2 chia 2 là 1 này, 1 bình phương là 1, đây là 1 phần 2. Tương tự như vậy, đây là pi nhân 1 phần 2. Cộng với pi nhân với. Ở đây em thay là 10 trừ 2 trừ 2 là bằng 6. 6 chia 2 bằng 3, 3 bình phương là 9. Như vậy đây là 9 phần 2. Em nhóm pi ra ngoài, sau đó bên trong em thực hiện bằng máy tính. 25 phần 2 trừ đi 1 phần 2 trừ đi 1 phần 2 cộng 19 phần 2. Rồi, như vậy bằng 32 phần 2 là bằng 16. Pi nhân 16, người ta viết là 16 pi. Đơn vị là cm vuông. Bây giờ ý thứ hai là chứng minh diện tích của hình tròn đường kính NA có cùng diện tích với cái hình chúng ta vừa tính này. Bây giờ muốn tính được diện tích của hình tròn đường kính NA thì em phải tính được cái bán kính của nó. Bán kính thì lấy đường kính chia 2, tức là em tính NA này em chia 2. Bây giờ cái đoạn NA này nó sẽ bằng hai cái đoạn này cộng với nhau. Ở cái chỗ giữa này nó không có cái tên, bây giờ thầy tạm gọi cái tên vào đây nhá. Để giải thích cho nó dễ này. Ví dụ thằng này là tên là điểm K nhé. Thế bây giờ em thấy là cái thằng NA này nó sẽ bằng NK cộng với KA. Cái thằng NK này nó là bán kính của hình tròn đường kính HI. Như vậy NK này nó sẽ bằng một nửa của đường kính nó bằng HI chia 2. Thì cộng với thằng KA. Cái thằng KA này nó là bán kính của đường tròn đường kính OB. Như vậy nó bằng OB chia 2. Đấy nhá. Bây giờ chúng ta ghi vào trong bài làm. Cái chỗ đấy là phân tích ra ngoài thôi. Ý thứ hai em ghi là ta có NA sẽ bằng HI phần 2 cộng với OB phần 2. Bằng 10 phần 2 này cộng với OB. OB bằng 6 phần 2 bởi vì là 10 này trừ đi 2 bên này trừ 2 bên này bằng 6 phần 2. Chúng ta vừa tính ở chỗ này đây này. OB tính ở trên này nhé. Như vậy bằng 8. Rồi đấy là đường kính nhé. Bây giờ ta từ khi mà có đường kính, bây giờ chúng ta tính ra diện tích này. Đây này tầm kia. Diện tích hình tròn đường kính NA là em đặt tên là S đi. Như vậy bằng pi này nhân lại bán kính bình phương, bán kính thì bằng một nửa đường kính. Rồi thay vào pi này 8 chia 2 bằng 4 này bình phương này bằng 16 pi.
cm vuông. Rồi vậy suy ra điều phải chứng minh. Vậy em suy ra S bằng diện tích của hình hòa bình ấy. Rồi bây giờ bài số 2 thì thầy chép đề bài sẵn ở đây và có hình sẵn này nhá. Chúng ta không vẽ hình nữa để cho tiết kiệm thời gian. Bây giờ em đọc cái đề bài này. Đầu tiên người ta cho cái tam giác ABC là tam giác đều. Tam giác này thì cạnh bằng 1 cm. Và cái đoạn AD này bằng 2 cm này. Đoạn là CE là bằng 3 cm. Yêu cầu là tính diện tích của cái phần gạch chéo này, tổng 3 phần gạch chéo này. Thì bây giờ em thấy là tổng diện tích của cái phần gạch chéo này, đây, nó bằng tổng diện tích của 3 hình quạt tròn, đúng không nhỉ? Có 3 hình nhá, 3 hình quạt tròn này. Thế bây giờ chúng ta lôi công thức tính diện tích hình quạt tròn ra và áp dụng vào đây là xong. Thì muốn tính diện tích của hình quạt tròn, chúng ta cần phải xác định được góc ở tâm, rồi xác định được bán kính. Ở đây với cái dữ kiện tam giác ABC là tam giác đều, thì tam giác đều có mỗi một góc bằng 60 độ. Thì cái góc bên này này, ví dụ đây này, kề bù với nó sẽ bằng 120 độ. Góc này bằng 120 độ này. Góc này bằng 120 độ. Đấy, như vậy là cả ba cái hình quạt này đều biết góc ở tâm là bằng 120 độ rồi. Còn bán kính của nó, bán kính thì ví dụ như cái hình quạt, cái tâm của nó là A này, thì bán kính là 2 cm. Hình quạt có tâm là B này, bán kính là 2 này. Còn hình quạt có tâm là C, bán kính là 3, đúng không nhỉ? Đủ số liệu rồi, bây giờ lắp vào công thức là xong nhé. Nào bây giờ câu đầu tiên em lý luận như thế này. Ta có diện tích phần gạch chéo bằng tổng diện tích của 3 hình quạt tròn nhé. Và bây giờ em thay công thức vào. Chúng ta có S bằng diện tích của hình quạt thứ nhất. Ví dụ như thầy tính cái diện tích của hình quạt to đi. Nó tạo bởi CF này, CE này và cung EF nhé. Thì nó sẽ bằng cái góc ở tâm này, góc FCE. Đây là góc ở tâm này. Rồi nhân với pi này. Nhân với bán kính bình phương CE hoặc là CF cũng được. CE bình CF cũng được nhé. Tất cả chia cho 360 độ. Đấy là của cái thằng quạt thứ nhất này. Đấy, cái quạt thứ nhất là cái số 1 đấy nhé. Quạt này nhé. Bây giờ đến quạt thứ hai. Đây, số 2 đây nhé. Cộng vào này. Bằng góc ở tâm, góc EBH. Nhân với pi, nhân với bán kính bình phương là BE bình phương. Chia cho 360 độ. Rồi bây giờ đến quạt là số 3. Này số 3 đây. Bằng góc DAG là góc ở tâm này. Nhân với pi, nhân với bán kính. Bán kính thì lấy AD bình phương. Chia cho 360 độ. Bây giờ em thay số vào. Góc FCE, tất cả góc của tâm này như thầy vừa nói đều bằng 120 độ hết. Nhân với pi này, thằng CE bằng 3. Tương tự như vậy, đây 120 độ. Nhân với pi. Còn cái thằng BE bằng 2.
Tương tự như vậy, AD cũng bằng 2. Khi em tay số, nếu như mà ở phía trên em viết độ thì phía dưới viết độ nhé, còn nếu không thì em bỏ hai cái độ đi cũng được. Bây giờ cái thằng này rút gọn đi. Này là 9 này. Rút gọn với 3 60 này. 4 này, 120 chia 4 được 3 này. Như vậy 3 pi. Thằng này rút gọn đi. 240 chia 3 60 24 phần 36 rút gọn 4/3. Tương tự như vậy thằng cuối là 4/3. Cái này 9/3 cộng với 8/3 là 17/3 pi. Đơn vị của diện tích ở đây là cm vuông. Nào bây giờ tiếp theo đến bài số 3. Yêu cầu là tính diện tích của hình viên phân AMB là cái phần gạch chéo này. Biết góc ở tâm góc AOB bằng 60 độ, bán kính đường tròn là 5,1 cm. Ở câu này thì theo như công thức chúng ta ghi ở phần lý thuyết ấy, tính diện tích của phần gạch chéo này, chúng ta tính diện tích của hình quạt OAB trừ đi diện tích của tam giác OAB. Bây giờ đi tính lẻ từng ý một nha. Đầu tiên em gọi S1 là diện tích hình quạt tròn. Nó giới hạn bởi hai bán kính OA, OB và cung AB. Vậy thì từ đây chúng ta suy ra S1 theo công thức nó bằng góc ở tâm là góc AOB nhân với pi nhân với bán kính bình phương OA, OB, một trong hai đoạn đấy. Tất cả chia cho 360 độ. Bây giờ em thay số vào. Góc AOB bằng 60 độ nhân với pi nhân với 5,1 bình phương chia cho 360 độ. Ở đây thì đề bài cho chúng ta cái dữ kiện bán kính là số thập phân. Thì ở trong tình huống này chúng ta làm tròn số. Em thay pi bằng 3,14 và em tính nha. Ta được đáp số khoảng là bằng 13,6 cm². Bây giờ chúng ta đi tính diện tích của tam giác AOB. Đầu tiên em thấy là cái tam giác này là tam giác đều. Bây giờ lý luận một chút để cho nó là tam giác đều. Ta có OA bằng OB. Đều là bán kính của đường tròn bằng 5,1 cm. Cộng thêm góc AOB bằng 60 độ nữa. Từ đây em suy ra tam giác AOB là tam giác đều. Lúc này chúng ta áp dụng diện tích của tam giác đều.
chúng ta có diện tích tam giác OAB bằng một cạnh bình phương nhân với căn bậc 2 của 3, tất cả chia cho 4. Thay số vào bằng 5,1 bình phương nhân với căn 3 chia 4. Ta bấm máy tính làm tròn số khoảng là 11,26 cm vuông. Rồi từ đây em kết luận, vậy diện tích hình viên phân AMB bằng S này, chúng ta sẽ lấy S1 là diện tích hình quạt trừ đi diện tích của tam giác OAB. Khoảng là bằng 13,6 trừ đi 11,26 bằng 2,3 cm vuông. Em theo dõi tiếp tục bài số 4. Ở đây đề bài cho chúng ta hai hình tròn đồng tâm. Hình tròn thứ nhất có bán kính R1 là bằng 10,5 cm, tức là R1 lớn, R2 là bằng 7,8 nhỏ hơn. Yêu cầu tính diện tích của hình vành khăn là phần gạch chéo trên hình ấy này. Cái này thì cứ mang cái công thức ở cái phần chú ý đó mà làm thôi, phải không nhỉ? Diện tích hình vành khăn sẽ bằng diện tích của hình tròn lớn trừ đi diện tích hình tròn nhỏ. Ta có diện tích hình vành khăn là S bằng, chúng ta tính diện tích của hình tròn lớn bằng pi này nhân này bán kính bình phương. Bán kính hình tròn lớn là bằng R1 pi nhân R1 bình phương trừ đi diện tích của hình tròn nhỏ pi nhân R2 bình phương. Bây giờ thay số vào. Đây là pi nhân với 10,5 bình phương trừ đi pi nhân với 7,8 bình phương. Cái chỗ này em thay pi bằng 3,14 vào để em tính. Lôi máy tính là tính nó khoảng bằng 155 cm vuông. Tiếp theo em theo dõi cái bài số 5. Ở đây người ta cho chúng ta cái hình này. Yêu cầu là tính độ dài của cái đường xoắn này, đi từ A này đến E này, rồi đến F, đến G, đến H. Tức là cái độ dài của đường xoắn này nó sẽ bao gồm, đầu tiên là độ dài của cung AE này, sau đó cộng với độ dài của cung EF này, cộng với độ dài của cung FD, cuối cùng là cộng với độ dài của cung GH. Như vậy là 1, 2, 3, 4 cái cung nhé. 4 cái cung cộng vào. Thì muốn tính độ dài của cung, chúng ta cần phải biết góc ở tâm và biết bán kính của đường tròn. Ở đây em thấy là cả 4 cái góc ở tâm này đều là 4 góc vuông hết. Góc A, B, E 90 độ này. E, C, F bằng 90 độ này. Góc tại D cũng vậy này. Tất cả 4 góc đều bằng 90 độ hết. Còn về bán kính của đường tròn tương ứng ở đây, người ta cho BE bằng 1 này, bán kính đường tròn thứ nhất bằng 1 này. Bán kính đường tròn thứ hai là CF này bằng 2 này. Rồi bán kính đường tròn thứ ba, ở đây người ta cho chúng ta AH bằng 4 đây này.
Đây, đây đường tròn thứ tư nhá. Và cái đường tròn còn lại là DG đây. Là đường 3 này. Như vậy tất cả có hết rồi. Bây giờ ta đi thay số ta tính. Độ dài của đường xoắn. A, E, F, G, H là bây giờ thay số vào thôi nhé. Em mở công thức cái đoạn mà chúng ta tính cái độ dài đấy nhé. Bằng alpha nhân pi nhân r trên 1.80 đấy nhé. Em lưu ý ở đây nhé, có hai kiểu để tính nhé. Chú ý này. Em có thể áp dụng công thức là alpha nhân với pi nhân r trên 180 cũng được. Còn nếu như không thì em thấy ở đây nó mà cái tình huống đặc biệt nhé. Tình huống đặc biệt em thấy là cái góc ở tâm là bằng 90 độ. Đây này, góc ở tâm nó bằng 90 độ nhé. Thì ở trong cái tình huống này nó lấy ra một cái độ dài của một cái cung. Thì em thấy cái độ dài của cung này nó bằng 1 phần 4. Nó bằng 1 phần 4 cái chu vi của cả cái đường tròn này phải không nhỉ? Nhưng mà em có thể lấy là chu vi của đường tròn em chia 4 được nhé. Đây có hai kiểu tính nhé. Tính bằng công thức hoặc là tính bằng chu vi của đường tròn chia 4. Rồi đây thầy lấy chu vi đường tròn chia 4 đi nhé. Bởi vì công thức chu vi của đường tròn dễ tính hơn, dễ nhớ hơn công thức tính độ dài cung tròn. Đầu tiên thầy lấy chu vi của đường tròn thứ nhất này. Chu vi thì bằng 2 pi. Đấy, nhân để bán kính nhá. Bán kính ở đây là BE này bằng 1. Thôi người ta cứ viết BE vào đi nhá. Đây là chu vi của đường tròn tâm B, bán kính là BE. Lấy 1 phần 4 thì em chia cho 4. Rồi cứ thế mà làm nha. Đến đường tròn tâm C, bán kính CF bằng 2π nhân để bán kính nhân CF chia 4 này. Cộng 2π này. Bây giờ nhân với DF chia 4. DF hay là DG không nào? Tôi đề bài cho DG, lấy DG đi. Cuối cùng là 2π nhân với ở đây là AH chia 4 này. Rồi, tất cả đều có số liệu hết rồi, thay số vào là xong. 2π nhân 1 phần 4 này. Hai pi nhân 2/4, dg cho bằng 3 này, đây 3/4, ah bằng 4, đây là 1/2 này cộng với 2 này cộng với 3/2 cộng với 2 bằng 5 pi. Ở đây đơn vị của độ dài thì lấy đơn vị là cm nhé, chứ không phải là cm vuông đâu. Như vậy ở bài hôm nay thì từ cái bài số 1 đến bài số 5 là chúng ta đã vận dụng hết tất cả những công thức của cái phần lý thuyết. Độ dài của cung tròn này, diện tích hình quạt này, rồi hình viên phân, hình vành khăn có đầy đủ hết rồi nhé. Cái chỗ này nhầm tí nhỉ, đây là phần 4 nhưng mà phần 2. Mồm mày đọc là 4, này tay là ghi là 2.
Rồi rồi, bài học hôm nay chúng ta học ở đây nhé, kết thúc tại đây nhé.